Năm 2015 được coi là điểm nhấn đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Công trình Kiến trúc Hà Nội Hateco với lễ khởi công dự án Hateco Hoàng Mai. Tọa lạc tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, vị trí thuận lợi về kết nối giao thông đối nội và giao thông đối ngoại. Chung cư Hateco Hoàng Mai là một điểm nhấn kiến trúc độc đáo, tạo dáng vóc đô thị văn minh, hiện đại ở khu vực cửa ngõ phía đông nam thủ đô Hà Nội. Trên tổng diện tích hơn 7.000 m2 với cảnh quan đẹp, dự án Hateco Hoàng Mai được xây dựng với quy mô 2 tòa tháp cao 28 tầng. Nằm sát với 300 ha diện tích cây xanh của công viên Yên Sở, Hateco Hoàng Mai được thừa hưởng không gian sống trong lành của hồ Yên Sở, vốn được ví là lá phổi xanh của thủ đô. Hateco Hoàng Mai được khởi công ngày 31 tháng 1 năm 2015. Đến ngày 10 tháng 4 vừa qua, dự án đã hoàn thành phần thi công khoan cọc nhồi. Với nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của chủ đầu tư, phần móng và phần hầm của công trình đã hoàn thành vào ngày 30 tháng 6. Song song với việc đẩy nhanh tiến độ công trình, các hợp đồng mua bán cũng đã được thực hiện. Dự án Hateco Hoàng Mai với vị trí đẹp, thiết kế văn minh hiện đại với nhiều dịch vụ và tiện ích đã thu hút được sự chú ý của các khách hàng. Rất nhiều hợp đồng mua bán đã được thực hiện với thời gian nhanh chóng, thủ tục giao dịch thuận tiện, đem lại niềm vui và sự hài lòng đến với tất cả các khách hàng. Trên công trường, đội ngũ công nhân, kỹ sư của công trình Hateco Hoàng Mai làm việc 3 ca liên tục nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ mà chủ đầu tư đã cam kết với khách hàng cũng như đảm bảo cho công trình đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất. Phần thân công trình được triển khai xây dựng từ đầu tháng 7 với tiến độ nhanh chóng. Chỉ từ 6 đến 7 ngày đã hoàn thiện một sàn. Tính đến ngày 23 tháng 10 đã hoàn thành xong tầng 12 của công trình. Bên cạnh việc rút ngắn tiến độ xây dựng phần thân, thì các chi tiết nội thất cũng được tiến hành đồng thời khi hoàn thiện từng tầng. Những vật liệu tốt nhất đã được chủ đầu tư lựa chọn với mong muốn mang đến cho khách hàng những căn hộ tiện nghi, hiện đại nhất. Tất cả các phòng đều được lắp đặt trần thạch cao chống ẩm, sàn gỗ chống ẩm, chống trầy xước. Các thiết bị điện, thiết bị vệ sinh cũng đều được lựa chọn từ các thương hiệu uy tín, đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của tất cả các khách hàng. Bên cạnh đó, để giúp khách hàng thuận tiện trong quá trình vay vốn mua nhà tại dự án Hateco Hoàng Mai, chủ đầu tư Hateco Hà Nội đã ký hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Đồng thời, hỗ trợ lãi suất vay vốn chỉ 0% trong vòng 9 tháng, ân hạn nợ gốc trong vòng 6 tháng đầu tiên và miễn phí trả nợ trước hạn từ sau năm thứ 3 trở đi. Với tiến độ thực hiện nhanh chóng, an toàn, Hateco cam kết bàn giao nhà sau 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với hai loại hình, sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài, dự kiến bàn giao nhà vào quý 4 năm 2016. Chúng tôi tin tưởng rằng các chủ nhân tương lai tại Hateco Hoàng Mai sẽ thực sự trải nghiệm không gian xanh, cuộc sống an lành với giá trị thật của nó. Hateco Hoàng Mai được đầu tư bởi Hateco Hà Nội, hotline 0968 669393 hoặc 0962 669393. Đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc, hotline 0914 429191.